Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại Xóm Thượng, một trong những khu tu học tại Làng Mai của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đạo tràng Mai Thôn, hay với cái tên mộc mạc gần gũi là Làng Mai, nằm cách Paris khoảng 600 cây số về hướng Tây Nam của nước Pháp. Làng Mai nằm trong thị xã Tây Nắc thuộc tỉnh Dordogne. Làng Mai có diện tích khoảng 1 km vuông, được chia làm nhiều xóm, xóm thượng, xóm hạ, xóm đoài và xóm mới. Trên con đường vào làng, người ta nhìn thấy những ni cô, những chú tiểu, những thiền sinh đang làm việc chăm chỉ. Họ tự trồng rau trái để ăn, tất cả mọi người đều làm việc trong im lặng. Làng Mai có 3 ngôi chùa, chùa Pháp Vân ở xóm thượng dành cho các tăng sĩ, chùa Từ Nghiêm ở xóm mới và chùa Cam Lộ ở xóm hạ dành cho các ni. Một ni cô đến từ Việt Nam sang tu học, chia sẻ cảm giác thích thú trong môi trường mới. Dạ, con ở đây được 3 năm. Thì chúng con ở đây thì giống như môi trường nào cũng có cái sự tu học giống nhau hết đó. Tại vì cùng là con của thầy, con của sư ông. Cho nên là ở đâu cũng thực tập đi như một dòng sông. Cũng thực tập ăn cơm, cũng thực tập đi thiền hành, cũng thực tập chánh niệm giống như mọi nơi vậy đó. Nhưng mà qua đây thì cái môi trường khí hậu thời tiết nó khác, nó mát mẻ, bốn mùa nó thay đổi rõ rệt, cho nên là mình cảm thấy nó thiên nhiên, nó thay đổi rõ rệt, là mình thưởng thức mỗi mùa nó có một cái hay riêng nhỉ, cho nên thấy thích lắm. Làng Mai là một trung tâm Phật giáo được thầy Thích Nhất Hạnh lập ra với mục tiêu tu dưỡng tinh thần, thực hành tâm linh và cũng là một trung tâm giảng dạy về Phật giáo Việt Nam, là môi trường tu học và sống để mọi người làm quen với đạo Bụt và nhất là cách sống theo văn hóa thiền học Việt Nam. Tê Nắc là một ngôi làng nhỏ với chỉ chưa tới 2.000 dân. Vào thập niên 80, nhiều nông dân Pháp đã bỏ thị xã nhỏ bé này để đi nơi khác. Và vì thế, chính phủ Pháp đã cho thầy Thích Nhất Hạnh thành lập đạo tràng Mai Thôn với cái tên đầu tiên là Làng Hồng. Đây cũng là nơi đã từng tiếp đón nhiều thuyền nhân tị nạn Cộng sản. Cho đến nay, Làng Mai đã trở thành một địa điểm thu hút đông đảo nhiều người đến đây thực hành pháp môn chánh niệm của thiền học Phật giáo. Học mỉm cười, học tha thứ, học biết ơn, học im lặng, vân vân. Dần dần những thông điệp hòa bình đã được chia sẻ rộng rãi đi khắp nơi trên thế giới. Làng Mai có nhiều khóa thiền học theo mùa. Mỗi năm, Làng Mai tiếp đón hàng ngàn thiền sinh mà đa số là người Pháp hoặc những người ngoại quốc đến từ Anh, Ý, Hoa Kỳ, v.v. Ông Đặng Văn Hòa từ Việt Nam sang Pháp cho biết lý do ông vượt hơn 10.000 cây số chỉ với nguyện vọng được đến Làng Mai. Cái mục đích đến Làng Mai này là bởi vì bên Việt Nam chúng con nghe sư ông Làng Mai rất nổi tiếng, người đã dìu dắt bao nhiêu Phật tử, bao nhiêu tăng ni đến con đường giác ngộ, người là một vị bậc cao tăng nối bước theo đường tu của Đức Phật Thích Ca, thành ra mình rất kính trọng và quý mến thầy, muốn đến gặp thầy, đảnh lễ thầy để thầy ban những pháp lành cho tôi. Và mặc dù không được diện kiến thiền sư, ông cũng rất hài lòng khi tìm được cảm giác an lạc giữa khung cảnh yên bình của Làng Mai. Mặc dù thầy vắng mặt, nhưng mà khi mà đến Làng Mai thấy một cái hơi ấm, một cái lực tu của thầy tỏ sáng ở trong cái khu Làng Mai này, tôi rất an lạc. Những thiền sinh đến đây tham gia các khóa tu học, ăn uống trong im lặng. Mỗi người tự sửa chén, tự dọn dẹp, làm việc, tất cả đều diễn ra trong hoàn toàn tĩnh lặng. Trên các con đường im vắng xuyên qua làng, những người đi dạo trong lặng lẽ, đây đó những nhóm thiền sinh cùng học, hát. Thỉnh thoảng, những tiếng chuông vang lên để nhắc nhở những giây phút tĩnh lặng.
một thiền sinh đến từ Toulouse, từng tham gia các khóa tu tập, cho biết đến đây ông tìm được một cảm giác an bình, hạnh phúc. Đến đây để sentiment de bonheur, un vrai sentiment de bonheur partagé, où on est supporté par la communauté pour découvrir des outils qui va nous permettre de réconcilier l'esprit et le corps et ainsi retrouver le calme en soi-même pour pouvoir mieux se connaître. C'est vraiment ça l'objectif qui est partagé par l'ensemble des participants ici. Et c'est vraiment du bonheur partagé et de la joie. Il y a une concentration de sourire ici qu'on ne trouve nulle part ailleurs, vraiment. Từ các xóm nhỏ bé ở làng Mai, pháp môn chánh niệm của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã phát triển ra nhiều trung tâm trên thế giới như Đức, Mỹ, Thái Lan, v.v. với 1.250 đệ tử xuất gia và hàng triệu đệ tử tại gia khắp nơi trên thế giới. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã mang đạo Bụt, đặc biệt là pháp môn chánh niệm, đến với Tây Phương. Mục sư Martin Luther King đã vinh danh thiền sư như là một thánh tông đồ của hòa bình và bất bạo động, và đã đề cử thiền sư cho giải Nobel Hòa Bình vào năm 1967. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm 1926 tại tỉnh Thừa Thiên, Huế, ra đi lúc 0 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022, cũng tại thành phố nơi thiền sư đã ra đời. Từ Pháp Quốc, Tường An, tường trình cho Đài Á Châu Tự Do.